Kính chào quý khán thính giả. Hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm 2016. Bây giờ là 1 giờ 19 phút trưa giờ Thái Bình Dương. Tôi, Đại Ngô Tuấn 0881, xin hân hạnh đọc truyện chuyển động về hương vị quê hương. 36 phố phường. Bài trước tôi đã nói về hàng nước cô dặn, cô tên dặn, nước trẻ, đường. Bây giờ chắc không còn nữa, cô dặn đã đi rồi, và lịch sử. Chắc bây giờ, chắc bia ổn, đủ loại bia. Hôm nay tôi nói một món hương vị khác. Thứ quả, một thứ quả của lúa non. Lúa non đây là cốm, green rice. Lúa non. Đây hình. Các bạn thấy người đang gánh hàng. Cơn gió mùa hạ lướt qua vũng sen trên hồ, nhuần thấm cái hương thơm của lá, như báo trước mùa về của một thứ quả thanh nhã và tinh khiết. Các bạn có ngửi thấy khi đi qua những cánh đồng xanh mà thóc nếp đầu tiên làm chịu thân lúa còn tươi, cái mùi thơm mát của bông lúa non không? Trong cái vỏ xanh kia có một giọt sữa trắng thơm, phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ. Dưới nắng, giọt sữa dần dần đọng lại bông lúa, càng ngày càng cong xuống nặng vì cái chất quý trong sạch của trời. Đợi đến lúc vừa nhất mà chỉ riêng những người chuyên môn mới định được. Người ta gặt mang về, rồi đến một loạt cách chế biến, những cách thức làm truyền từ đời này sang đời khác. Một sự bí mật trân trọng và khe khắt giữ gìn của cô gái vòng làm ra thứ cốm dẻo và thơm ấy. Tất nhiên là nhiều nơi cũng biết cách thức làm cốm, nhưng không có đâu làm được hạt cốm dẻo, thơm và ngon được bằng ở làng Vòng gần Hà Nội. Tôi gọi cốm Vòng. Tiếng cốm Vòng đã lan khắp tất cả ba kỳ, Bắc, Trung, Nam. Và đến mùa cốm, các người của Hà Nội 36 phố phường vẫn thường ngóng trông cô hàng cốm xinh xinh, áo quần gọn ghẽ, với cái dấu hiệu đặc biệt là cái đòn gánh hai đầu cong vút lên như chiếc thuyền rồng. Trích trong Hà Nội 36 phố phường của Thạch Lang. Xin kính chào quý vị đã đến đây. Hẹn sang món ăn khác.